tàu nằm bờ. Khuynh gia bại sản. Vướng vào vòng lao lý. Đó là điều mà nhiều ngư dân miền Trung đang phải đối mặt. Nếu mà nó không đóng tàu sắt mà nó nghi lờ á, tôi thì là để nó cái tàu gỗ đi làm. Thì ngày hôm nay gia đình nó là vẫn đoàn tụ gia đình, vẫn cá ghê đi làm như thường, như mọi người. Chúng tôi sẽ tiến hành các cái biện pháp để mà khởi kiện thu hồi nợ theo cái nghị quyết 42 mà trước đây là khách hàng đã cùng ký kết với ngư dân theo cái nghĩa vụ của người trả nợ. 20 năm trước, một câu chuyện tương tự đã diễn ra khi thực hiện quyết định 393. Và bây giờ, qua một chặng dài thời gian, nghị định 67 lặp lại câu chuyện buồn ấy. Vấn đề về quản lý nợ vay và thu hồi nợ vay là một cái việc rất là khó. Thì đây cũng là một cái việc mà nặng nợ mà trước là 393, bây giờ 67 rồi, chúng ta là cũng có thể nhìn thấy cái điều. Hai chương trình cùng một xuất phát điểm, cùng một mục tiêu tốt đẹp và cùng thất bại ở khâu thu hồi vốn. Những vết xe đổ trên biển như thế kéo dài gần 1/4 thế kỷ và để lại những hậu quả khó lường. Đây là hình ảnh chúng tôi ghi được vào cuối tháng 10 năm 2019. Những con tàu thép hoen rỉ, hoang tàn và thậm chí bị xé nát, bỏ mặc nắng mưa như thế này. Trong số những con tàu đang neo đậu tại đây, có những con tàu chưa một lần ra khơi trong suốt 2 năm qua. Những cánh cửa tàu thép khép hờ, bỏ quên cả nhiệm vụ bảo vệ khối tài sản lên đến gần 20 tỷ đồng. Điều bất ngờ là sự thật đằng sau những cánh cửa. Đây được xem là cơ quan đầu não của con tàu. Tuy nhiên, ở một số con tàu được đóng theo nghị định 67, hiện nay toàn bộ trang thiết bị trên tàu đã bị tháo dỡ. Đây là minh chứng cho cái chết của các con tàu này. Nhưng cái chết như thế này không chỉ đơn thuần là sự đứng im, là ngừng hoạt động trong thời gian dài, mà còn kéo theo số phận bi đát của các chủ tàu. Ngư dân Trần Văn Hạo, chủ tàu thép BD99029TS là người trong số đó. Suốt 2 năm 2017 và đầu năm 2018, tàu của anh liên tục nằm bờ do hư hỏng. Nợ chồng nợ buộc gia đình phải vay nóng trang trải tổn phí cho chuyến biển mới. Sau năm chuyến biển thất bát, đầu năm 2019, cả gia đình gồm vợ chồng và 3 người con đã đùng túm bỏ trốn. Giờ đây, bố mẹ ngư dân Hạo hàng ngày phải chịu đựng sự đe dọa, hành hung về thể xác lẫn tinh thần. Hôm qua, nó chạy qua đây giật nó bự. Bà chào bà điện ông Hạo về trả tiền cho tôi á, chứ đi lấy tiền đi được nào, đi hoài vậy đó. Rồi cái là cái cách đây 5 ngày cái thằng ở bên Hậu Lương cũng chạy qua, bà nói là con bà về trả nợ tôi á. Đều đặn cứ 3 tháng, những thông báo nợ quá hạn như thế này lại đến tay ngư dân đóng tàu thép. Vẫn những nội dung như vậy, nhưng chỉ khác là số nợ cứ tăng dần lên. Hiện nay tổng dư nợ cho vay theo nghị định 67 khoảng 10.500 tỷ đồng. Điều đáng nói là nợ xấu từ 3% năm 2017 lên 17% năm 2018 và đến nay đã tăng 33%. Chứng tỏ càng về sau việc thu hồi nợ sẽ càng khó. Việc mà thu hồi nợ đối với cái con tàu sau khi mà thu hồi phát mãi này thì nó sẽ không có đủ so với số vốn vay của người dân đã vay nợ tại ngân hàng. Lý do thì con tàu thì nó đã qua quá trình sử dụng, nhiều cái trang thiết bị nó đã hư hỏng một phần, xuống cấp,
Đấy, rồi cái thứ hai là cái việc mua bán trên thị trường đối với lĩnh vực tàu sắt này thì nó không có như các cái sản phẩm dịch vụ khác, thì nó cái đối tượng người mua nó tương đối thấp. Ngân hàng làm việc với ngư dân thì xác định là ngư dân chủ yếu là nợ hạn, là dẫn đến một số cái vấn đề như sau. Thứ nhất là cái hoạt động đánh bắt không hiệu quả. Cái vấn đề thứ hai là ngư dân là không có thiện chí đối với ngân hàng trong việc mà phối hợp ngân hàng trong việc trả nợ. Hiện trữ lượng thủy sản trung bình của Việt Nam vào khoảng 4,7 triệu tấn, nhưng hàng năm sản lượng khai thác đã lên đến 3,2 triệu tấn. Điều này không được các cơ quan chức năng dự báo làm cơ sở để triển khai Nghị định 67. Việc bổ sung thêm hơn 1.000 con tàu công suất lớn từ Nghị định đã đẩy việc khai thác quá mức càng diễn ra trầm trọng hơn, dẫn đến cạn kiệt nguồn lợi và kéo theo hiệu quả đánh bắt từng con tàu sẽ giảm. Nguyên nhân thứ hai cũng đã được dự báo từ chương trình đánh bắt xa bờ triển khai ở 29 tỉnh thành phố ven biển vào năm 1997 theo quyết định 393 của Thủ tướng Chính phủ. 1.490 tỷ đồng đã hỗ trợ ngư dân đóng mới và cải hoán 1.300 con tàu có công suất lớn. Một chương trình hết sức có ý nghĩa, nhưng 4 năm sau đó đã kết thúc không kèn, không trống, khi số tàu đánh bắt không hiệu quả lên đến 34% và việc thu hồi nợ gặp khó. Và 2 năm sau, số nợ quá hạn lên tới gần 300 tỷ đồng. Năm 1997, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định là một trong những ngân hàng đi đầu trong chương trình cho vay này. Hơn 100 tỷ đồng đã được giải ngân cho 490 ngư dân và đến nay chỉ mới thu hồi nợ gốc chưa tới 50%. Dù đã hết sức thận trọng với Nghị định 67, nhưng với sức ép từ nhiều phía, buộc Agribank phải tham gia. Và nay, nỗi lo mới đang chồng nỗi lo cũ. Về mặt tài chính, nhiều năm liền chi nhánh phải đi vay luôn để mà chi trả lương cho cán bộ nhân viên. Rồi đón một khoản nợ mà đến bây giờ ngân hàng nông nghiệp Bình Định vẫn còn phải nợ trụ sở chính khoản đó. Nếu mà áp dụng theo cái Nghị định 67 đây về các cơ chế cho vay hiện nay thì thời gian sắp tới là phải trích rủi ro tín dụng theo đúng quy định của nhà nước. Trong câu chuyện với vị tổng tư lệnh một thời của ngành thủy sản, ông Tạ Quang Ngọc, người đưa quyết định 393 đi vào cuộc sống, ông Ngọc cho rằng vào giai đoạn 1997, quyết định 393 đã mang lại sự lột xác cho nghề cá Việt Nam. Tuy nhiên, 393 có một nhược điểm là việc thu hồi và quản lý nợ không hiệu quả. Sau 17 năm, một chương trình tương tự như 393 được triển khai. Nhưng dù ra đời sau, trong khi bối cảnh đất nước đã có nhiều thay đổi và vấn đề giữ gìn chủ quyền lãnh thổ trên biển đang được chú trọng hơn bao giờ hết, thì Nghị định 67 lại lặp lại những nhược điểm của quyết định 393. Cơ chế cho vay mà trong đó mà cái cơ chế hết sức là tiến bộ đối với cuộc sống ngư dân, đó là dùng cái vật hình thành từ vốn vay để bảo đảm nợ vay, thì cái đó phải tính kỹ và làm chắc, làm tốt hơn. Chứ còn nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là 393 làm rồi thì bây giờ làm được, nhưng mà chúng ta thấy là 393 làm cái đó cái gì có lợi ta phải ghi lại, cái 393 cái gì không mà làm nó không thu hồi được nợ ta phải tính vì sao nó không được nợ, và bù với cùng với lại cái cơ chế này thì có một cơ chế nào khác để chúng ta có thể khắc phục được cái điều đó. Nhưng mà tôi nghĩ cái đó thấy rằng là nó còn biết lắm không có được. 5 năm trước, Nghị định 67 ra đời được xem là chủ trương lớn đáp ứng được nguyện vọng của ngư dân nhằm góp phần phát triển kinh tế biển, phát triển nghề khai thác hải sản theo hướng vươn khơi gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Tổng dư nợ cho vay theo Nghị định 67 lên đến hơn 11.500 tỷ đồng, đóng mới hơn 1.000 con tàu, trong đó có 538 tàu cá vỏ thép. Nhưng với những gì đang diễn ra, lúc này đây, hiệu quả thực sự của Nghị định 67 lại tiếp tục được sới lên, thậm chí làm nóng cả thị trường quốc hội. Chúng ta đã quá vội vàng trong triển khai Nghị định 67 và chính những ngư dân tiên phong, những ngư dân trình độ giỏi nhất nhưng chưa được đào tạo thích nghi với kỹ thuật phương tiện mới đã trở thành con nợ xấu.
sau khi đóng tàu vào phép theo nghị định này. Trong khi nợ xấu vẫn tăng lên từng ngày, thì nhiều ngư dân Bình Định lại nhận được lệnh cấm biển. Lệnh cấm không phải trong mùa mưa bão, mà trong những ngày biển êm ả nhất. Đã có 4 con tàu thép đóng theo nghị định 67 chìm bất thường. Vì sao chìm? Câu trả lời vẫn nằm ở đáy đại dương. Chỉ biết rằng, để tránh rủi ro về tài chính, công ty bảo hiểm đã phải từ chối bán bảo hiểm cho các con tàu thép. Và khi tàu không có bảo hiểm, ngân hàng lại không cho tàu ra khơi. Dân mua chứ mà bảo hiểm đâu có bán đâu. Thì 4 năm tháng nay rồi, như họ nói là bán gì đó, lỗ lầu gì đó, cái đó không trả được. Vì là nói tàu vừa rầu, nói mấy người nói là mùa đây là chẳng hạn như bão tố, sợ ngư dân là bỏ đếm tàu là ngân hàng sợ mất tài sản gì đó. Cho nên là không cho tụi tôi đi biển. Nhưng mà thật sự đúng ra như tụi tôi sống, mạng sống của tôi là quan trọng như những cái tàu hơn tụi tôi nè. Sau một chương trình hết sức có ý nghĩa do chính phủ triển khai, hàng nghìn tỷ đồng có nguy cơ trở thành sát vụ, hàng trăm ngư dân rơi vào tình trạng phá sản và thậm chí đứng trước vành móng ngựa. Ngân hàng không mặn mà với các chương trình cho vay ưu đãi. Thủ tướng Chính phủ sẽ chuẩn bị tổng kết cái nghị định 67 để đánh giá những điểm được và điều chỉnh những nội dung còn chưa phù hợp như cơ chế về tín dụng cho ngành thủy sản v.v. Thì phải có một phân tích một cách toàn diện. Đúng là ngư dân còn nợ chúng ta nhiều tiền, nhưng mà chúng ta cũng phải nợ rất nhiều cái mà không tính bằng tiền được nhưng mà còn quý hơn tiền. Nên phải nhìn vấn đề đó một cách sòng phẳng và nhìn nhận cái bức tranh đó trong cái truy tìm nguồn gốc để chúng ta giải quyết vấn đề, để tiếp tục cho ngư dân vào. Đấy, tôi cho cái đó là một quan điểm đúng, chứ đừng có cái chỗ mà chúng ta cứ nghĩ chuyện này thì chúng ta lại dập lại một thời gian, lại dăm 10 năm, lại sinh ra một cái chương trình mới, rồi đến cái lúc đó chúng ta lại đi tìm những cái sai trái thì chúng ta lại nghĩ đến cách khắc phục. Từng được kỳ vọng là cơ hội để những ngư dân bám biển đổi đời, là giải pháp góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo. Nhưng từ quyết định 393 cho đến nghị định 67 đã không hoàn thành tốt sứ mệnh thiêng liêng đó. Vết xe đổ ấy đã và đang làm xói mòn niềm tin vào các chương trình. Ngoài khơi, chủ quyền dân sự vẫn đang bị đe dọa nghiêm trọng. Và ở bờ, những con tàu thép cứ mục nát dần cùng với những khoản nợ và số phận bi đát của ngư dân.